Hello, xin chào anh em đã quay lại với kênh Minamoto. Vừa rồi thì mình có làm một clip để báo giá xả kho các chương trình khuyến mãi của Yamaha tại Minh Long, thì cũng được rất là nhiều anh em chúng ta quan tâm và ủng hộ, và có nhiều anh em chúng ta đã được săn với cái mức giá hời. Cũng có nhiều anh em chúng ta coi clip chậm và trách mình là làm sao làm clip không có trung thực, làm clip một giá khác rồi khi mà gọi đến cửa hàng là một giá khác. Tại vì anh em gọi vào tháng 7 thì làm sao có giá ưu đãi trong dịp tháng 6 được, trong khi clip mình đã nói là chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho tháng 6 thôi, tháng 7 nó sẽ cập nhật lại đó. Nên bây giờ mình sẽ làm một cái clip xả kho tháng 7 các xe của Yamaha cập nhật lại chương trình khuyến mãi bắt đầu từ bây giờ, để cho anh em nào chúng ta đang có quan tâm về những dòng xe Yamaha thì có thể coi clip này và anh em sẽ biết được cái giá và nắm được những chương trình khuyến mãi để chọn được cái mẫu xe mình yêu thích nha. Và ngoài ra anh em muốn mà được cập nhật giá sớm nhất thì đừng quên bấm like, subscribe, nhớ bấm thêm cái chuông nữa nha, để nhận được thông báo sớm nhất. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu chương trình khuyến mãi vào tháng 7 của xe Yamaha đó anh em ơi. Rồi đầu tiên ha, dành cho các anh em hoặc các chị em nào chúng ta đang quan tâm một mẫu xe 125 mà tiết kiệm nhiên liệu, đó chính là Wander. Wander này là phiên bản 2022 nha. 2022 thì cái phần đèn xi nhan có thể nhận biết là nó sẽ to hơn phiên bản 2023 đó. Còn về thiết kế thì phần sau nó cũng hơi bè bè ra tí xíu nữa đó. Cái đó là bên ngoài, điểm nhưng bên ngoài để các bạn có thể nhận biết. Còn về như là khóa thông minh nè, khóa thông minh hay là các trang bị như là ABS rồi có động cơ hybrid lưu co, quan trọng là động cơ này để cho các chị em chúng ta đi ở ngoài đường, đi làm, đi chơi, đi chợ sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Động cơ 125 mà chỉ có 1,69 lít trên 100 km thôi đó, còn ở phiên bản 2023 là 1,66. Nói chung là nó không chênh lệch gì nhiều hết á đó. Nhưng mà được cái gì, nó khuyến mãi sâu hơn phiên bản 2023. Với phiên bản 2022 mà đặc biệt duy nhất chỉ có một xe thôi nha, duy nhất chỉ xả kho một xe thôi, giảm 7 triệu từ 49 triệu, giảm 7 triệu còn lại 42 triệu bao VAT đó. Các chị em chúng ta có thể tự làm biển số nha. Đây là phiên bản đặc biệt nên sẽ có những cái trang bị cao cấp nhất ở trên Wander luôn các anh chị đó. Đồng hồ TFT nè, có kết nối app nè, có tắt máy 3 giây, có hybrid đó, có blue core, có tặng phun xe điện tử FI, có cốp rộng đó. Nói chung là những cái gì mà trang bị cao cấp nhất thì cũng đã có trên phiên bản màu trắng này rồi đó, dành cho anh chị em. Còn ở phiên bản Figo, phiên bản Figo là cũng được các anh em chúng ta săn đón rất là nhiều á. Đây, mời mọi người theo mình. Và đây là phiên bản Figo, bản tiêu chuẩn mà tháng 6 anh em đã săn rất là nhiều. Thì mình giảm giá cực sâu ha, nhưng bây giờ tháng 7 á thì bắt đầu số lượng có hạn rồi, nên mình sẽ giảm chương trình này lại nha anh em. Mình xin phép số lượng có hạn nên mình giảm chương trình này lại. Figo màu đỏ phiên bản tiêu chuẩn 2023 đang có mức giá niêm yết đề xuất là 30.900.000, giảm cho anh em 3.4 triệu, giảm cho anh em 3.4 triệu ha, còn lại 27.500.000 bao VAT, 27.500.000 bao VAT dành cho anh em một mẫu xe 125 Luco có phun xăng tự FI ha. Về Figo á, thì về kiểu dáng thì nó sẽ không có nổi bật, nhưng mà nó nổi bật là gì, về chức năng, trải nghiệm và cái trang bị của nó. Với cái đồng hồ LCD nè, đèn LED nè, rồi chúng ta có đổ sân ngoài, cốp rộng đó, và động cơ 125 nữa mà mới mức giá chỉ có 27.500.000 bao VAT thôi, trong tháng 7 với mức giá này vẫn còn hợp lý đó, vẫn còn hợp lý dành cho anh em. Và hiện tại bên mình đang chỉ dành cho tầm khoảng, đây mình coi số lượng đầu tiên coi xả là bao nhiêu anh em, chỉ cho 10 xe đầu tiên ha, với mức giá là 27.500.000 cho 10 xe đầu tiên. Nên anh em đừng quên nhấn like, subscribe và bấm thông báo để những cái chương trình mà khuyến mãi này á, số lượng có hạn thì anh em sẽ là người quan tâm và sẽ theo dõi sớm nhất để anh em nhận được cái chương trình khuyến mãi này nha. Đó, ok, Figo đỏ 10 chiếc duy nhất, 10 chiếc đầu tiên dành cho các anh em nào quan tâm, chỉ mức giá là 27.500.000 bao VAT phiên bản màu đỏ 2023 tiêu chuẩn. Và tiếp theo là bên mình đang sắp về Nvis xanh dương năm 2022 và năm 2023 với cái ưu đãi vẫn trong tháng 6 nha anh em. Tại vì cái trong tháng 6 mình về Nvis cũng khá là hiếm á, mình về tầm khoảng có 4-5 con thôi, và anh em đã cọc hết rồi, nên bây giờ tháng 7 mình về tiếp nữa, nhưng mà mình về có 2 con à, nó sẽ ít hơn cái tháng 6. Nên anh em nào coi được cái clip này thì nhanh chóng gọi số like 0786
46036 sẽ được hỗ trợ tư vấn. Và nếu được thì anh em sẽ cọc xe sớm nhất để anh em sẽ là người nhận xe đầu tiên nha. Với hai khách hàng đầu tiên thôi, với mức giá là 55.300.000, giảm cho anh em 5.000.000, còn lại 50.300.000 nha. Vẫn bằng cái chương trình khuyến mãi ở trong tháng 6, vẫn giữ nguyên cho anh em. Đó, cái nợ vít á, cái đợt tháng 6 thì mình đã hết rồi. Bây giờ sắp tới về tháng 7 nha anh em. Đó, nên anh em quan tâm nợ vít mà muốn chương trình khuyến mãi này thì anh em gọi mình nha. Và tiếp theo nữa thì một cái mẫu xe trong trường hợp 6 là Wrangler phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ màu trắng 2023. Ở năm 2023 thì anh em có thể thấy nè, hồi nãy năm 2022 đúng không, là xi nhan nó to, còn 2023 thì xi nhan nó nhỏ lại rồi. Đó, ở phần phía sau thì nó sẽ cũng thiết kế hay khác tí xíu, nó sẽ bo sát lại, nó không có phình phình kiểu dạng 2023 nha. Nhưng mà về ở đây là phiên bản tiêu chuẩn thì nó khác một cái là nó chỉ xài chìa khóa thôi, còn phiên bản đặc biệt 2022 thì anh em sẽ được giảm giá sâu hơn và sẽ có khóa thông minh. Đó, còn phiên bản 2023, phiên bản tiêu chuẩn, thiết kế mới, sử dụng chìa khóa. Với mức giá bên mình vẫn còn giảm, nhưng mà giảm không sâu bình tháng 6 nha. Giảm không sâu bình tháng 6, cũng dành cho 10 khách hàng đầu tiên với mức giá là 46.900.000 bao VT, giảm 5.000.000, còn lại 41.900.000. 46.900.000 giảm 5.000.000, còn 41.900.000 bao VT là anh em có thể tự ra biển số mua cho vợ con mình hay là mua cho người thân mình đi làm đi chợ, tiết kiệm liệu lắm. 125 có hybrid mà chỉ có 1.66 lít trên 100 km thôi. Đây là cái điểm ưu tiên, điểm đặc biệt đầu tiên của Wrangler mà khi mà các chị em chúng ta lựa chọn. Ngoài ra nó chỉ khác về chìa khóa nè, và nó khác về phía trước thì chúng ta sẽ là phanh đĩa thường, không có phanh đĩa ABS nha. Đó, còn lại những cái chức năng như đồng hồ kết nối với app nè, đổ xăng ngoài nè, cốp rộng nè, đó vẫn được giữ nguyên, tiết kiệm nhiên liệu. Dành cho chị em nào chúng ta muốn tiết kiệm chi phí tí xíu á, chúng ta không quan tâm về hai cái option kia, chúng ta muốn tiết kiệm chi phí tí xíu thì 41.900.000 dành cho 10 khách hàng đầu tiên trong tháng 7 này. Nếu anh chị chúng ta bấm like, subscribe. Và ngoài ra nếu anh chị muốn biết về mức giá mà ra biển số như thế nào á, tại vì nó sẽ tùy theo khu vực sẽ có mức giá ra biển số khác nhau, anh chị em chúng ta thời gọi số like 0786 46 sẽ được hỗ trợ tư vấn miễn phí nha. Đó, từ A đến Z luôn. Và tiếp theo nữa thì bên Yamaha cũng có đang khuyến mãi những cái dòng xe mà mới nha, không chỉ là xả kho đâu, những cái dòng xe mới ở bên Yamaha cũng đang có chương trình khuyến mãi mà các chị em không biết. Nè, hãy bấm share cái video này để cho mọi người chúng ta được biết cái chương trình khuyến mãi của Yamaha nè. Đầu tiên đó là xe Janus, tất cả cái phiên bản luôn nha, từ tiêu chuẩn cao cấp cho đến xin lỗi mọi người nha, từ tiêu chuẩn cho đến đặc biệt cho đến giới hạn, đó là ba phiên bản. Khi mọi người sở hữu xe thì sẽ được hỗ trợ đăng ký 4.000.000 đồng trên một xe. Đó, hỗ trợ đăng ký 4.000.000 đồng trên một xe nha mọi người, tất cả phiên bản luôn, mọi miễn là Janus là được. Đó, phiên bản Janus với động cơ 125, nó cũng có xăng điện tử FE luôn nhưng mà nó không có hybrid, với mức tiêu hao nhiên liệu đâu đó là 1.87. anh em thấy chênh lệch rõ ràng chưa? Với động cơ có hybrid đó, thì anh em sẽ tiết kiệm hơn là 1.66 tới 1.69, còn động cơ mà chỉ có lưu co full xăng điện tử FE thôi với động cơ 125 luôn nha, công suất 125 với nhau thì mức tiêu hao nhiên liệu nó là 1.87 lít trên 100 km. Thì đây là một thiết kế dành cho một cái bạn nữ năng động cá tính hơn. Đó, phù hợp cho các bạn mà sinh viên hoặc là mấy bạn mới ra trường đi làm thì thiết kế này nó sẽ thời trang hơn với chương trình khuyến mãi hiện tại trong tháng 7 bây giờ cho dòng xe mới của Janus là hỗ trợ phí đăng ký 4.000.000 cho một xe. Tiếp theo nữa dành cho các bạn sinh viên nè. Đây mấy bạn theo mình. Mấy bạn mà sinh viên á, chúng ta mới mấy bạn sĩ tử mà mới thi xong á, mấy bạn bắt đầu để đi học các trường đại học á, thì có thể chọn các mẫu xe như thế này, xe số dễ chạy Sirius. Thì hiện tại bên mình cũng đang có chương trình khuyến mãi dành cho các dòng xe như là Sirius nè, Sirius và Sirius FE á, thì sẽ hỗ trợ phí đăng ký 600.000 trên một xe, sẽ hỗ trợ phí đăng ký 600.000 trên một xe nha các bạn. Và mình sẽ cái phiên bản này á, nó cái chương trình khuyến mãi này á, nó sẽ áp dụng trên hai phiên bản, đó chính là phiên bản
bánh căm thắng đùm và phiên bản bánh mâm thắng đĩa. Còn cái phiên bản mà bánh căm thắng đĩa thì sẽ không được hỗ trợ nha các bạn. Đó, tại vì hiện tại bên mình đang có hai cái phiên bản này thôi. Nên các bạn nào mà là đang sắp sửa đi học đại học á thì có thể đăng ký kênh và để theo dõi những chương trình khuyến mãi của các dòng xe số bên mình. Ok. Và tiếp theo một cái chương trình mà mình nói rất là đặc biệt hơn nữa. Và cái chương trình này dành cho các bạn nào quan tâm yêu thích công nghệ, đó chính là Yamaha Nios đang có hỗ trợ chương trình khuyến mãi là quà tặng tiền mặt tới 15 triệu trên một xe. Cái dòng xe Nios này thì công suất nó không có mạnh đâu bạn. Đổi lại thì bạn sẽ không cần thi bằng lái, chạy xe này sẽ không cần bằng lái, và chúng ta đi được tối đa một bình một pin nha, một pin thì chúng ta sẽ đi tối đa tầm khoảng 72-74 cây, và nếu mà chúng ta tăng thêm hai bình á thì hai pin á thì chúng ta sẽ đi được gấp đôi đó. Với mức giá thì hiện tại bên mình đang sẽ được cập nhật, anh em nào quan tâm về cái chương trình này thì gọi hotline 0786 46076 được hỗ trợ tư vấn miễn phí, sẽ được hỗ trợ phí đăng ký, sẽ được hỗ trợ tiền mặt 15 triệu cho trên một xe. Quá ok, đây là chương trình mà để khuyến khích các bạn chúng ta sử dụng xe điện nhiều hơn. Còn những cái phiên bản mà ad cũ nè, còn phiên bản không phải là ad cũ, đây không phải là xe cũ nha mọi người, đó là phiên bản đời trước thôi. Phiên bản của năm 2020 để mình cập nhật đát nha. Center năm 2021, 2022, 2023 dành cho mọi người á, thì nó sẽ giảm trực tiếp 6 triệu. Đây là chương trình riêng của 15 ô tô, nó nhỏ bạn, chương trình riêng của 15 ô tô thôi nha các bạn. Đó, thì sẽ giảm trực tiếp là 6 triệu luôn cho các phiên bản của năm 2021, 2022 và 2023, từ phiên bản cao cấp nè, phiên bản kỷ niệm, phiên bản giới hạn đều giảm 6 triệu hết. Nên anh em nào mà quan tâm chương trình này thì gọi nhỏ nhỏ cái số hotline 0786 46036 sẽ được tư vấn miễn phí nha anh em. Anh em đừng lo làng lên nha anh em. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Thì tiếp theo thì bên mình có Accenter năm 2024. Accenter năm 2024 đang có chương trình trả góp 0% với tất cả các phiên bản luôn. Nếu anh em nào chúng ta quan tâm thì cũng có thể gọi số hotline 0786 46036, bên mình sẽ hỗ trợ góp. Anh em sẽ góp trên cái tiền mà chính xác luôn nha, nó sẽ không có mức phí gì hết. Anh em sẽ góp qua các công ty tài chính á, đợt trước thì anh em biết rồi, anh em góp qua công ty tài chính thì sẽ đóng rất là nặng đúng không? Bây giờ đang có chương trình góp 0% cho dòng Accenter 105 2024 luôn. Còn chờ gì nữa, hãy đăng ký kênh và theo dõi, bấm cái chuông để khi mà có các chương trình khuyến mãi sắp tới nữa. Hứa hẹn anh em luôn, sau clip này sẽ có những chương trình khuyến mãi và đặc biệt nữa sẽ dành tặng cho anh em, nên anh em đừng ngần ngại bấm like, subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại.